Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em có hai con âm ly ha và một con lọc. Đây, âm ly thì em có một bộ âm ly Technic V7 này, âm ly Pioneer 8800 và một con lọc Onkyo E707 ha. Rồi, và đầu tiên em sẽ quay cái một bộ âm ly tuner đây. Đây các bác xem ha, tất cả em đã test hoạt động hoàn hảo rồi. Em đang mở cho các bác xem này. Đây, mở nguồn cho các bác xem ha, tuner vẫn hoạt động ha. Đây, một model Technic V7 ha, rất là quen thuộc luôn. Hàng nguyên zin nguyên bản hết ha. Âm ly này thì các bác có thể đánh được A, B, A cộng B này. Đây, bass, chép, ba lăng đấy ha. No lớt các bác này, no nét ha. Đây, dòng này thì các bác có thể ghép được rất là nhiều loại loa ha. Tất cả những dòng loa Nhật và loa Nga ha. Đây, đặc biệt với các bác là ghép loa Nga thì đánh nó rất là ra ha, rất là hợp. Rồi đây là một cái con tuner của nó đây. Tuner thì mình để trưng thôi ha, mình trưng cho đẹp thôi chứ mình không có nghe đài được ha. Tuner để trưng thôi. Một bộ như vậy thì các bác vừa nghe vừa trưng rất là đẹp này các bác này. Đây. Rồi em sẽ tắt đi ha, em sẽ mở bên trong nội thất em quay cho các bác xem. Đây, quay nội thất cái con Technic cho các bác xem ha. Đây, các bác xem bên trên còn rất là mới này các bác này, hàng bãi Nhật về ha, còn rất là mới luôn. Đây bên trong nội thất này các bác này, đấy hàng còn rất là mới ha, bên trong nó còn mới nguyên luôn ha, hàng nguyên zin nguyên bản. Con này thì nó chạy 4 sò than phía bên trong các bác này, đấy nằm phía bên trong ha, ở dưới cái vỉ tản nhiệt này này. Đây các bác xem nội thất rất mới ha, nguồn rất là to này. Rồi và đây là phía sau đây, những đường vô đấy ha. Rồi con này thì điện 100V này, công suất là 140W ha. Đấy, mắc in da bằng đây. Rồi cái trở kháng của nó đây các bác này, từ 4 tới 16 ohm ha. Hai khẩu loa AB đây. Rồi em cũng xin báo giá luôn. Một bộ âm ly tuner Technic V7 này ha thì sẽ có giá là 3,3 triệu nhé, 3,3 triệu các bác ha. Một bộ của nó luôn ha, gồm tuner và âm ly, giá là 3,3 triệu, còn rất là mới các bác. Rồi em sẽ tắt con âm ly này đi ha. Và tiếp theo là một con âm ly Pioneer. Đây, Pioneer SA8800. Rồi các bác xem con này cái độ mới của nó ha, mặt của nó còn sáng bóng các bác này. Đây em đã mở nguồn lên ha, con này thì đã test hoạt động hoàn hảo rồi. Em mở nguồn cho các bác xem này. Đây, tắt đi này. Đấy, con này con lọc thì em đang đấu nguồn điện của con này ha, em đấu sau đít của nó. Khi nào em tắt con này là con này tắt luôn ha. Em mở lên đây. Đấy, tất cả đều là nguyên zin nguyên bản ha. Rồi Pioneer 8800, một dòng rất là nổi tiếng rồi ha, nghe nhạc rất nổi lực các bác ạ. Công suất 100W, đánh 4 sò sắt. Các bác nghe những dòng loa bass 30 của Nhật ha, đánh vô tư luôn, càng nét ha. Chất âm của nó thì nghe nhạc trữ tình thì rất là hay. Rồi con này thì các bác đánh được A, B, A cộng B này. Bass này, bass nó có dãy tầng của bass nữa ha. Đây cái nút bass đây, dãy tầng của bass đây. Rồi chép này, chép này, dãy tầng của chép này các bác này, đấy. Và dưới đây cũng vậy ha, nó có dãy tầng nữa này các bác này. Đây, rất là nhiều giải tầng trước bắc chỉnh ha, nghe rất là hay, rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi volume đây, volume bên trong là cái ba lăng ha, ba lăng bên trong này. Đấy, cái ba lăng thì nhiều con nó bị chóc cái xi bác này. Đấy, con này cũng không ngoại lệ ha, nó cũng bị chóc xi này, hầu như là 10 con thì hết năm số con là bị này các bác này. Đấy, chóc cái xi bên trong ha, còn những cái này thì rất là mới này, mấy cái nút này. Rồi em sẽ mở bên trong cho các bác xem nội thất ha, mặt lưng còn rất là mới các bác này. Bên trong thì còn nguyên zin nguyên bản, còn rất là đẹp ha, các bác xem nội thất của nó này. Đấy, nguyên zin nguyên bản luôn ha. Đây, một nguồn hai tụ này. Con này nó chạy 4 sò sắt này các bác này. Đây, 4 sò sắt ha.
Con này là sò nách các bác ạ. Sò nách ha. Hai con đen và hai con đỏ. Đây sò sách của sò sắt của nách ha. Rồi đây là phía sau đây. Phía sau còn rất là đẹp ha. Rồi những đường vô này các bác này. Con này có đường rề ha. Rề cho các bác đấu đẩy này. Rồi thông số đây, điện 100V, công suất là 100W ha. Trở kháng là 4-16 ohm. Đây em đang đấu từ nguồn điện ra con lọc này các bác này. Ở phía sau những con âm ly thì nó có những cái đường đấu điện này. Đây các bác có thể tận dụng để mà đấu những con lọc ha. Cho nó khỏi rườm rà. Rồi, Pioneer 8800 thì cũng xin báo giá với các bác luôn ha. Con này thì em xin bán cho các bác giá 3.4 triệu ha. 3.400.000 đồng. Đấy, 3.400.000 đồng ha. Còn rất là mới các bác ạ. Đấy, hàng nguyên xin nguyên bản ha. 3.4 triệu. Rồi, và tiếp theo là một con lọc. Đây, em mở lên. Đấy, xài ké điện con âm ly các bác ạ. Đây, con lọc Onkyo. Và model của nó là E707 này. Đây, con này có những cái đèn rất là đẹp ha. Đây, các bác xem này. Đây. Đây là những cái nút chỉnh đèn thôi các bác ạ. Chỉnh cái đèn cần của nó chớp theo nhiều kiểu ha. Nút nguồn đây. Rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 24 cần ha. Tổng cộng là 24 cần. Chỉnh chung cho hai vế led drive ha. Chỉnh chung cho hai vế led drive. Và nó đây là có một cái cần riêng là volume ha. Cần này cần volume các bác này. Volume ha. Đây con này nó có một cái sơ đồ đèn rất là đẹp này các bác này. Đấy. Một cái đèn sơ đồ rất đẹp ha. Và con này tình trạng của nó là về đẹp khoảng 95% luôn các bác ạ. Rất là mới ha. Các bác xem cái độ đẹp của nó nè. Cái size của nó cũng đâu có vừa các bác xem này. Nó còn dài hơn của Omly nữa ha. Cái size của nó nè. Bề ngang là vẫn chuẩn 42 ha. Rất là to và bề dài các bác xem này. Bề sâu đấy. Nó dài hơn của Omly nữa. Đấy, một con lọc rất là to ha. Rồi em sẽ tắt đi em mở bên trong cho các bác xem. Đấy, nắp lưng nó đẹp như mới này. Rồi các bác xem nội thất của nó này. Đấy, rất là gấu ha. Nó nằm ngược các bác ạ. Nó nằm ngược xuống ha, nó úp xuống. Đấy, rất là nhiều tụ. Các bác xem những cái chân này các bác biết này. Tụ của nó nằm chi chít luôn ha. Đấy, xem chân là biết tụ nó nhiều cỡ nào các bác này. Đấy. Con này thì còn rất là mới ha. Đây, bên phía trên đây một dàn tủ này các bác này. Đấy, con này thì các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, vừa trưng bày ha. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Nghe hay, bày đẹp ha. Rồi, phía sau đây. Đấy, những đường vô đây, đường ra súp đây. Rồi, con này thì điện 100V này, công suất tiêu thụ 17W ha. Mắc in da băng. Đấy, phía sau đẹp ha. Hôm nay con nào cũng đẹp các bác ạ. Hàng về con nào cũng đẹp ha. Rồi con lọc này em cũng xin báo giá với các bác luôn. Lọc Onkyo 707 thì em cũng để các bác giá là 3 triệu đồng ha. Giá là 3 triệu đồng chẵn ha các bác ha. Nghe hay bày đẹp. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây. 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.